Rồi bây giờ ăn dưa hữu cơ tại ruộng luôn. Rồi. Đây, rồi nếp. Vô vô. Wow, đã. Rồi. Ăn chưa? Rồi, nạp ăn đi. Đó với là hết ăn tại chỗ đó. Nè. Bắt ra. Giảm đi, đi ra ăn, giảm đi. Tam. Đây, ăn dưa lại đây. Hái dưa này đây con gõ thử bập bập bập. Rồi, cái dưa mà cái cuốn nó ngắn với lại nó nhỏ là được rồi, cũng hái đi. Rồi, bà ăn dưa đang hái dưa tận ruộng. Rồi rứt. Rứt tận gốc. Đó. Rồi ok, đó thu hoạch dưa. Bỏ xuống nhà nha nha. Rồi gõ thử coi chín chưa, rồi rứt. Rứt đó đi. Rồi ok. Bưng đi bờ. Có bao không? Bây giờ thầy bằng Yến sẽ trải nghiệm hái một trái dưa. Gõ bằng Yến. Ô, coi chín chưa? Ok rồi. Tuyệt vời. Rồi. Rồi đếp đi hết đi. Đó. Đây. Đâu? Wow, đây là một đốm dưa hữu cơ để dành cho chúng ta ăn. Nguyên một đốm luôn, bây giờ có bằng nhỏ xuống bắt đầu hế dưa đi. Có ăn cái trái đầu được thì gõ nha. Bụp. Trái đầu thì gõ bụp ăn nha. Đây là dưa lứa thứ hai rồi, tức nghĩa là lứa đầu đó bắn một lứa. Và đây là lứa dưa thứ hai. Và dưa này thì nói chung là biết ăn dưa là ăn dưa đây. Trái nó nhỏ thôi. Dưa cấm neo rồi, trái nó nhỏ. Nó không phải là dưa bắn xuất khẩu của Trung Quốc, dưa nó nhỏ mà đặc biệt. À cắm cây neo hả, là sao? Cây là cắm thì người ta biết chừng, người ta không hái. Hả? Cây này là dưa giảm đó. Dưa giảm hả? À cắm neo nè, người ta biết cái đống dưa này là người ta chưa có phó người ta không dám hái. Chưa phó hả? Dưa biết chừng phải không? Rồi. Bạn Run được trải nghiệm hái dưa. À cái đó không học. Ui cái đó là cái dây nó cháy mất rồi. Dưa cắm neo. Ồ, ông Run hết đó chưa? Thôi cái đó cũng cầm lại cũng được. Thôi cái đó cũng được không? Ăn được. Tuyệt vời. Đây là một đốm dưa rất là ngon của ông anh mình. Dưa đây là nếu biết ăn dưa là ăn cái dưa đây. Tuyệt vời. Hả? Quá đỡ luôn á. À ok. Đó đúng rồi. Cô hái hai trái dưa đó đi. Đó, ok rồi. Run, con được hái dưa thì con thấy cảm giác như thế nào này? Rất là vui. Vui hả? Rồi. Về nhà của Dưỡng Thương Hoa Lan là tuyệt vời đúng không? Dạ. Rồi bưng lại kia đi. Wow, đại. Dưa nó ở trong đây. Dưa nó lẳng trong cỏ. Dưa gốc, gọi là dưa gốc. Rất ngon. À. Wow, những cái dưa khổng lồ. Nếp ơi, các bạn trẻ đang đi trải nghiệm. Nếp luôn. Nè, giờ lượm mấy hồn cái trái dưa này coi thử to không? Quá chừng to hỏi. Quá to này chứ, bây giờ là 7-8 kg luôn này chứ. 7-8 kg một trái luôn. Run, bở đổ trái dưa không Run? 3 lần rử, cho nó 4 lần đi. 4 lần, 32 lần. Hai Run. Đấy, công nha, con ôm trái dưa này cho. Ôm đổ không? Có chừng phát nha. Ô, nở. Tuyệt vời, nếp bưng đổ không nếp? Nếp phần nữ á, nữ là nếp gió đi. Con nói về Bình Thạnh trong gió, không nữ là con chỉ khiên vậy nè. Wow, nguyên một hàng dưa ra bưng vô đón. Vô bác nó dưa vô. Vô đây đi. Bằng luôn. Đó. Coi thử chừng tán nha. Chân dốc tát ra bỉa dưa luôn á. Tao các bạn hôm nay mình đi hái dưa. Dưa đâu? Wow, dưa háo đây. Bây giờ cái dưa háo này bằng Run khiên nổi không? Đấy. Nhưng mà thôi dưa đó là dưa đó để bán xuất khẩu cho nên là đừng có làm hư cái dưa thôi, nhìn cái dưa thôi nghe. Nhìn cái dưa thôi hay là đi hái thiệt. Hái thiệt hả? Đi lên kia.
đi lại kia, đi ra đó. Rồi. Để dự thư lái cho một đứa đây nghe. Con tự lái được rồi mà. Hả? Con tự lái phải không? Qua đây, qua đây. Đây đi. Đây. Đây. Luôn. Đó đây này, đó đây này. Đó đây, đó đây, nhỏ hơn nữa đây để nhìn dễ khiêng hơn. Đây. Rồi. Ấy, đừng cầm cái cuốn bực nó bể. Rồi đem vô đi. Rồi. Một ngày trải nghiệm của các bạn nhỏ bên một cái nồi cơm thân yêu. Cơm Phô Lan đất cát có dưa hấu rồi vô.